Xin chào các bạn, tôi là Tâm Trần, đến từ công ty Winston Realty and Investments. Tâm sẽ chia sẻ với các bạn những điều cần biết về ADU, đặc biệt là ở thành phố Garden Grove của tiểu bang California. Do là cái nhu cầu nhà ở ngày càng tăng ở California, nên tiểu bang đã cho phép là tất cả những cái căn nhà có đất riêng rẽ và là nhà đơn, có nghĩa là nhà một căn, thì được quyền cho phép xây thêm một cái căn nhà phụ hoặc là một cái căn nhà phụ nhỏ nữa. Điều thứ nhất mà chúng ta cần quan tâm đó là cái diện tích của cái lot hay là diện tích đất của cái căn nhà. Để chắc ăn là có thể xây được một cái căn nhà ADU thì theo kinh nghiệm của Tâm, đa số những căn nhà có diện tích đất từ 5.000 square feet trở lên là đã có thể xây được một cái căn ADU rồi, và có thể là vẫn còn đất dư để mà sử dụng cho sân vườn. Nhưng mà nếu mà bạn muốn xây một cái kích thước tối đa cho ADU thì nên mua những cái căn nhà từ 7.200 square feet trở lên, có lot là 7.200 square feet. Nếu mà cái miếng đất từ 8.000 cho đến 9.000 square feet thì càng lý tưởng hơn nữa. Nếu mà có thể mua được thì càng tốt. Kích thước tối đa được cho phép để xây ADU là bao nhiêu? Như Tâm nói là nếu mà diện tích đất là 8.000 square feet thì sẽ rất là thoải mái, bởi vì chúng ta có thể xây được một cái căn ADU có diện tích tối đa là 1.200 square feet. Chúng ta có thể xây được 2 hoặc là 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Sẽ có 3 loại ADU. Cái loại mà Tâm muốn nói đến nhiều nhất đó là loại ADU tách rời với căn nhà, và cái loại ADU thứ hai đó là cái ADU dính liền vô căn nhà, và loại ADU thứ ba đó là loại ADU được chuyển đổi, được làm lại từ một cái phần diện tích đã có sẵn, đã được xây dựng sẵn bên trong hoặc bên ngoài căn nhà. Đối với một cái ADU mà dính vô căn nhà chính thì diện tích của cái căn ADU này không được vượt quá 50% diện tích sử dụng của căn nhà chính. Ví dụ như căn nhà chính là 2.000 square feet thì cái căn ADU này sẽ có diện tích tối đa là 1.000 square feet. Mặc dù là diện tích tối đa như Tâm vừa mới nói của một căn ADU là 1.200 square feet, tuy nhiên nếu mà đó là dành cho cái trường hợp là cái ADU tách rời, còn nếu ADU dính vô căn nhà thì không được, phải theo cái luật là 50%. Một điều khác nữa cũng rất là quan trọng đó là cái vị trí lùi của căn nhà. Nếu như ADU nằm ở phía trước nhà thì nó phải lùi về 20 feet so với cái đường biên giới của mảnh đất, còn nếu như mà nó nằm ở phía sau thì nó phải cách cái tường rào phía sau ít nhất là 4 feet, cũng như là cái tường rào bên hông là 4 feet. Và nếu mà cái ADU nó nằm tách rời so với căn nhà chính thì khoảng cách sẽ là 10 feet. Ngoài vị trí lùi của căn nhà thì chúng ta cũng phải chú ý đến easement là nằm ở vị trí nào. Thì easement nghĩa là những cái phần đất công cộng để sử dụng cho những cái tiện ích như là đường ga, đường điện hoặc là đường nước. Đây là những cái phần mà trong cái mảnh đất của chúng ta nhưng mà mình sẽ không được xây nhà ở trên đó. Về phần kích thước tối thiểu thì đối với một cái ADU nhỏ như là studio thì diện tích tối thiểu là 220 square feet. Còn nếu như ADU có một phòng ngủ, một phòng tắm thì diện tích tối thiểu là 500 square feet. Và đối với ADU có hai phòng ngủ trở lên thì diện tích tối thiểu sẽ là 700 square feet. Và một điểm đặc biệt là ADU tuy là căn nhà phụ nhưng mà nó sẽ được cấp địa chỉ cũng như là những cái đồng hồ ga điện nước riêng. Vì vậy mà nó được consider, được xem như là một cái căn nhà riêng biệt so với căn nhà chính. Có một điều mà Tâm cũng muốn nhấn mạnh trong cái phần chia sẻ này đó là nếu như mà bạn thấy những cái lot đất rất là lớn, chẳng hạn như là 12.000, 15.000 square feet trở lên, và bạn
nghĩ là với những cái lot lớn như vậy mình có thể xây được hai ADU, thì cái này là không đúng và sẽ không có được cấp phép thôi các bạn. Bởi vì sao? Mỗi một cái căn nhà nó sẽ được quyền xây một ADU hay là hai ADU, nó không phải là dựa vào cái diện tích của cái lot đất mà phải dựa vào cái zone của cái căn nhà đó. Có những người khác nói với Tâm là ồ, họ tìm được những căn nhà cái lot rất là to, và họ sẵn sàng là bỏ offer cho được để mua những căn nhà mà có cái lot ví dụ như là 12, 15 ngàn square feet. Và với cái suy nghĩ là họ sẽ có thể xây được đến hai cái ADUs thay vì phải mua một cái căn nhà mà chỉ có 7, 8 ngàn square feet và xây được một ADU mà thôi. Thì cái vấn đề này thì Tâm xin trả lời là theo cái luật thì mỗi căn nhà thuộc vào zone A1 là single home thì chỉ được xây một ADU mà thôi. Và một cái chiêu nhà ADU là chẳng hạn như là cái garage mình được convert nó thành cái chiêu nhà ADU. Vì vậy mà mình hãy gọi lên cho CD để mà mình xác nhận, mình cho họ cái địa chỉ của cái căn nhà mình thích và mình hỏi những câu hỏi thật là cụ thể về ADU cho họ trước khi mình quyết định mình mua, để không bị mắc phải những cái sai lầm là mình giả sử và sau đó là mình không có thể nào có được cái căn nhà để sử dụng theo mục đích mà mình mong muốn. Vừa trình bày cho tất cả các bạn những vấn đề về ADU ở thành phố Garden Grove, và trong những kỳ sau Tâm sẽ chia sẻ thêm những vấn đề nổi trội khác của ngành real estate. Nếu như các bạn có câu hỏi gì thì xin hãy đặt cho Tâm, hoặc là nếu cần giúp đỡ trong việc mua bán nhà thì hãy gọi số điện thoại là 562 981 4194. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.